Sibo thanh lý 120. Con này là 2kg thanh lý lên Sibo các bạn. Mình dọn nguyên con Sibo 2000 sạch đẹp, máy ngon từ trong ra ngoài. Về chơi Tết luôn. Con này là Aki thanh lý lên Sibo nha các bạn. Thanh lý toàn quốc. Nói chung là Aki thì đi toàn quốc, nó lạnh hơn thanh lý một chỗ rất là nhiều. Con này mình dọn sạch đẹp từ trong ra ngoài, máy rất ngon. Hôm trước thì để sườn bạc, nhìn nó không có đẹp lắm. Hôm nay mình dọn lại Sibo 2000 sườn xám luôn, sơn sườn lót lại với thay mâm, nhìn cho nó xe nó ngầu một chút. Nói chung là giờ là sạch đẹp, máy ngon, về là chơi thôi. Còn Aki thanh lý lên Sibo thì đừng có ông nào hỏi sang tên mình nuôi nghe trời. Tình hình lúc này là hai thì mình nó căng dữ lắm. Hải quan chính ngạch anh em sang tên còn phải tốn máu đó, đó là sự thật đó. Sang tên còn phải sang tên dịch vụ hải quan chính ngạch đó nha. Còn đối với những con này hồi cái năm 2020 trở về trước thì có thể pháo sang tên được, nhưng mà từ cái nghị định 20 trở về sau thì đứng hình, nói chung là hợp pháp lưu hành thôi chứ không có sang tên nữa. Còn đài mạnh dữ lắm, người tốn máu dữ lắm thì hãy sang tên. Mà tự nhiên á, tốn chừng mấy chục nữa đặng sang tên thì thôi mua mẹ luôn con 110 chơi cho khỏe. À, ví dụ như 110 nè, à, quên nó sẵn quay luôn 110 cho anh em coi. Đây 110 hay quan chính ngạch mới mua về nó ăn gì nè các bạn, nhìn muốn khóc không? Rồi đó, nè, được cái biển số ha, tôi quay biển số cho anh em coi, vài bữa coi xe này lên sàn nó sao nè, 21211, rất đẹp, đồ đạc tan nát. Tàu tàu lâu không? Vài bữa mình dọn lại full sạch đẹp từ trong ra ngoài vậy đó, mới lên sàn bán được cho các bạn thì cực lắm anh em, làm ngày hay thì cực lắm nha. Rồi trở lại vấn đề, con này Aki thanh lý lên Sibo. Aki thanh lý lên Sibo thì máy 120 các bạn. Máy 120, mình đang dọn 2000 mâm, 2 đĩa, rất đẹp. Máy ngon về chơi thôi. Còn bên mình thì bán quỹ quyền, quỹ quyền cũng chứng lý kèm hợp đồng cửa hàng hầu 1:1. Quay đầu cho anh em chơi chán. Còn xe này thanh lý toàn quốc thì nói chung là đi tất cả các tỉnh thì khá dễ. Nhưng mà anh em chơi thanh lý thì mình cũng có tư vấn các bạn ở những cái clip trước á, đừng chơi cứng quá. Nói chung là tại thời điểm hiện tại thì anh em có cầm cái cà vẹt mà hải quan chính ngạch các bạn đứng tên luôn, tôi muốn hành tôi vẫn hành được như thường. Nên anh em chơi biết điều một chút, khéo khéo một chút thì mới ổn. Mình nói vậy chắc các bạn hiểu rồi ha. Còn nói chung là đụng vô cọ quẹt tai nạn gì đó mà đụng vô chữ tịch thu thì bên cửa hàng đền, cái đó không có gì để bạn chứ. Bên mình nói chung là không có rảnh để bán ba đồ tầm bậy là 5-3 đồng bạc rồi đi đền các bạn xe 110 mấy triệu đâu, không có rảnh để làm chuyện đó. Nói sự thật là vậy đó. Rồi anh em cảm thấy cân nhắc được thì chơi, hàng mình bán quỹ quyền. Còn màu thì cà vẹt nó cũng là màu đỏ luôn nha các bạn. Rồi anh em có cảm thấy hợp nhãn liên hệ mình nha, xe này máy ngon nha.